chiêu thiên bách giới, vạn tộc tranh bá, nhân tộc cuộc khởi, si mê với thượng cổ thần thoại cố sự nghiên cứu sinh phương hàng, tại truy tìm hiên viên kiếm, phong thần bản các loại thần thoại cổ vật thời điểm, lại bởi vì thủ hộ một thanh hư hư thực thực hiên viên kiếm cổ, ngoài ý muốn đi tới đại hoang thế giới. Thế giới này, bình thường người trưởng thành đều có ba bốn trăm cân khí lực, bộ lạc chiến sĩ mỗi người đều là siêu cấp đại lực sĩ. Nhưng mà tại làm rõ ràng tình huống về sau phương hàng mới hiểu được, nguyên lai nhân tộc tại cái này đại hoang thế giới, vẫn luôn ở vào chư thiên bách giới, vạn tộc khi dễ bên trong. Đại hoang thế giới Yêu ma quỷ quái chư thiên vạn tộc, cường đại vô cùng. Nhân tộc gầy yếu, bị vạn tộc khi dễ. Liền ngay cả thần thoại cố sự bên trong thủ hộ nhân tộc thần cùng tiên, ở chỗ này cũng đem nhân tộc coi là huyết thực. Nhân tộc huy hoàng, không cầu tiên, không bái thần, không tôn yêu tà. Nhân tộc nhiệt huyết không tắt. Chiến đấu không ngừng. Ta là nhân hoàng, trảm chư thiên cường địch. Ta vì cấm kỵ, lệnh vạn tộc thần phục. Chương một. Nhân tâm khó dò. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Đại nạn không chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Đại hoang bộ lạc. Là bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Quan tưởng thần hình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Đại lực mang hùng cùng hiên viên kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Bài mở bảy mạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Trưởng thành chi lễ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Yêu binh đột kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Phương Hàng ra tay bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Lui địch cùng phân phối Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.